Alo, xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và hôm nay thì mình sẽ chơi và kiếm tiền trên con game iWin anh em nhé. Và chia sẻ cho anh em đôi chút về cách chơi siêu xe của mình. Nếu anh em nào thích cách chơi của mình thì có thể là áp dụng vào trong game. Và hiện tại mình đang có khoảng tầm là 3.135.000. Thì hôm nay là có đang sự kiện hoàn trả anh em ạ, anh em có thể tham khảo anh em nhé. Rồi, không lòng vòng gì nữa. Thì hiện tại giờ đang nhìn dãy cầu ai ra VinFast 24%, cái này 30%, thế thôi, vào bim với cả con xe bên này thôi. Ok anh em ơi, hôm nay hy vọng là nếu mà ổn áp thì mình sẽ chốt lời cho anh em một đấy khoảng tầm là 6 đến 8M anh em nhá. Nếu mà cầu nó đẹp anh em ạ, mình thì thường là mình sẽ vào hai cầu X5. Còn nếu mà bạn nào mà chơi mà không tự tin thì anh em có thể là vào 4 cầu X5 nha anh em nhá. Tuy nó không nhiều nhưng mà nó sẽ được bền hơn. Đó, như phát này thì này, khá là ổn áp đấy anh em nhá. Đến 4.575.000 rồi. Khi mà nó ra những cầu như này thì mình sẽ vẫn tiếp tục là vào bim với cả con xe này anh em nhé. Và cầu này thì mình sẽ vào 200k thôi, 200k cho mỗi cầu thôi anh em ạ. Mình đang nghĩ khả năng cầu này thì nó về bim này, một là bim này, không nếu mà còn căng nữa thì là nó về cái con xe này anh em nhé. Nào, lên tiếp tục nào. Đấy, mình bảo rồi, căng lắm thì nó về con xe đấy mà này anh em. Rồi, sau khi về xe đấy thì anh em có thể nhìn lại là 30% này, 22% này. Thế thì tại sao mình không đi vào cầu này tiếp tục anh em ạ? 500k anh em ơi. Đó, 500k đi vào cầu này anh em nhé. Rồi, ok. Còn nếu mà bạn nào muốn chơi chắc khốp thì anh em có thể là đi vào tất cả 5 ô. Thế, còn trường hợp mà lời thì anh em lời giả dụ anh em đi 1M cho 5 ô là hết 4M. Thì anh em thu lại khoảng tầm là 4.880.000. Rất đơn giản thôi. Rồi, ok. Lại vẫn tiếp tục làm ngay quả xe bên này anh em nhé. Nó về hai lần xe bên này rồi. Thế thì trường hợp đấy thì mình bỏ ô này đi. Đó, mình sẽ đi bằng tầm là bim này. Vẫn là bim thôi anh em ạ, 500k vào bên VinFast. Đó, thì trường hợp này nó về con xe này quá là nhiều, hai lần liên tiếp rồi. Thì mình sẽ vào ô bên VinFast này với cả con xe này này. Đó, tuyệt vời, ok anh em ơi. Hy vọng hôm nay là sẽ thắng lớn anh em nhé. Đấy nào, tiếp tục nào. Ôi ôi, nó về con X40 kìa anh em ơi. Nó về con X40 kìa. Rồi X40 kìa. Ôi, X40, X30 chưa có đúng không? Vẫn tiếp tục theo vào này. Và cầu này thì mình sẽ theo bằng tầm là 100k ở bên con X30 này nhá anh em nhá. Vì mình nhìn thấy hiện tại rồi là chỉ có 0% anh em ạ. 0% về Porsche. Đó, mình sẽ theo bim với cả con xe VinFast anh em ạ. Mỗi con 500k. Tổng cộng là mình đi 1M anh em ạ. Nếu được thì khá là ngon. Đấy, biết ngay thôi mà, 0% anh em ạ, né được đi đâu rồi anh em. Ngon lành cành đào luôn. Đến 6.424.000. Đó, tiếp tục soi nào, ra 2% rồi đúng không anh em. Thôi, dừng vào X20, X10, X30 thì mình chỉ vào X5 thôi anh em nhé. Và lần này thì mình sẽ đi với khoảng tầm 500k cho hai ô VinFast và BIM anh em ạ. Đó, anh em cứ áp dụng ra cái con nào thì anh em bỏ bớt vào con đấy, đi vào những con khác anh em nhé. Rồi ok, khi mà không về thì anh em đừng vội vàng, đừng vội quay đầu anh em nhé. Vì nó lên 20% này. Đó, tỷ lệ này thì mình vẫn cứ tiếp tục mình bền vào VinFast anh em nhé. Đó, tay thì mình khả năng thì mình sẽ thêm một con nữa đi. Thêm con xe X khoảng tầm là 40 đi. Mình nuôi quả 40 đi. Mình đang nghĩ sợ khả năng cầu này cũng có khả năng về 40 đấy. Lên nào. Ui, dừng lại một ô nữa thì đẹp anh em ạ. Dừng lại một ô vẫn là đẹp. Cái này lên 28% kìa. Căng nha, căng nha. Rồi ok, làm phát nữa đi. Làm phát nữa đi. Rồi ok. Lần này thì mình sẽ đi với 1M. 1M đi anh em ạ. Né đâu được đi đâu nữa. Vẫn cứ vào 1M bin với cả VinFast. Đó. Với 100k vào bên con Ferrari. Rồi ok. Nó ra VinFast với anh em ạ. Tuyệt vời mặt rơi. Đó, lên 7.100.000 rồi. Anh em cứ chơi theo cách này thì thực sự là rất cuốn anh em nhá. Rồi ok. Còn nếu mà các bạn nào mà muốn ok hơn thì anh em có thể chơi như này này, là X5 cho tất cả này. Tuy là nó không được nhiều đâu. Tuy là nó không được nhiều đâu nhưng mà nó sẽ có lời được một chút anh em ạ. Đó, chơi cách này thì anh em nên nhớ là nếu mà né những cầu mà cả một cái lịch sử cầu này nó không ra X10, X20, X30 bao giờ. Đó, thì anh em ra rồi, nếu mà ra rồi thì anh em vào được, còn chưa ra thì anh em từ từ hãng vào anh em nhé. Chơi cái này thì lời khoảng tầm là 880.000. Đó, bây giờ thì nhẹ nhàng tình cảm mình đã chốt lời cho anh em 7.988.000, làm phát nữa cho tròn tầm là 8M này lên trên.
Rồi ok, bên dưới. Ngon lành bên trên. Tuyệt vời. 7.999.000 này, 10.000 đi. Bên trên. Ui rồi. Bên đen. Ui giời ơi, chẳng lẽ gãy. Ua. Làm 100k đi. Bên đen. Nào, 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 nào. Rồi ok. Lẽ đi đâu được. Rồi, thì bây giờ mình sẽ ra mình rút tiền anh em nhé. Mình sẽ rút ra khoảng tầm là với 3 triệu anh em ạ. Hôm nay thực sự là quá ok. Đó, hôm nay là chia sẻ cho anh em đôi chút về cách chơi siêu xe của mình. Nếu anh em nào thích cách chơi của mình thì có thể là áp dụng vào trong game anh em nhé. Và video đến đây của mình là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye anh em.